Bình ơi, em xin kính chào toàn thể anh chị yêu môn đam mê bẫy chim sẻ. Hôm nay em giới thiệu với anh chị một bộ combo bẫy chim sẻ. Thì combo bẫy chim sẻ của bên em gồm có là cái bộ V. Cái bộ V này, đây là hai thanh cuốn keo ạ. Đây là bộ V để cắm hai thanh cuốn keo lên. Mình sẽ cho vào hai cái lỗ này. Đó. Có hai thanh này là để cuốn keo. Đây, giống như hình đấy ạ. À, như mẫu em để đấy ạ. Còn cái sao này thì để mình đưa cái bộ V nó lên cao, các vị trí trên cao. Cây hoặc là cột điện gì đó. Thì keo của bên em đang có 3 loại ạ. Một loại là chịu nhiệt. Keo chịu nhiệt thì bên em là mùa nào cũng đánh được ạ. Đây ạ. Ví dụ trời râm mát hay trời rét, trời nắng đấy, đều đánh được tốt ạ. Keo này thì anh chị phải cho đun nước sôi lên nhá. Đun nước sôi 100 độ lên cho anh chị thả keo vào. Làm cho keo nó mềm ra, bao giờ keo nó thật mềm ra thì anh chị mới quấn vào cái thanh cuốn keo. Và để cái chất lượng đánh nó tốt nữa thì các anh chị trước khi đi đánh anh chị sẽ dội lại nước sôi 100 độ lên cái thanh đã cuốn keo một lần nữa thì đảm bảo nó dính rất là tốt ạ. Cái keo chịu nhiệt này bên em có cả màu đen nhé. Đây ạ. Màu đen. Có màu đen và màu xám đá. Thì cách sử dụng của nó cũng giống nhau. Bên em đang bán với giá là 250.000 lửa cân ạ. Anh chị nào mà mua 1 cân thì em sẽ bớt cho 50.000 ạ. Là 450.000 lửa cân. Thì ngoài ra bên em sẽ còn có cái loại keo cũng là keo cứng. Keo cứng ạ. Là 200.000 nửa cân. Nó sẽ có là màu trắng. Màu trắng đấy ạ. Ngoài ra có một cái loại keo mềm nữa thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà nó chỉ đánh được trời râm mát thôi. Trời râm mát. Cứ mùa trời râm mát là 150.000 nửa cân. Trời nắng lên là nó không đánh được nhá. Đó. Thì bên em để đi thì kèm cái bộ combo thì bên em sẽ có loa. Loa kèm theo. Cái loa này là dòng loa. Dòng loa WS898 ạ. Đây ạ. Loa của nó sẽ gồm là điều khiển từ xa này. Điều khiển từ xa này sẽ có 3 pin đi kèm nhé. Dòng này nó cải tiến hơn cái dòng WS-E898. Đây là có 3 pin đi kèm này. Sạc pin này. Đó. Loa WS-898. Và nó còn có cả cái mic nữa. Vì cái loa này là dòng loa trợ giảm mà. Thì loa này chưa kèm thẻ nhớ anh chị nhé. Em bán 400.000. Nếu có thể nhớ thì cộng thêm 50.000 nữa ạ. Thì combo của nó sẽ gồm có là loa này. Loa sẽ có thẻ nhớ và có tiếng chim rồi. Và cộng thêm là cái bộ V. Bộ V. Và hai thanh cuốn keo. Với cả sào 5m. Sào 5m đấy ạ. Một bộ đầy đủ là 950.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Xin kính chào anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ.